Và dĩ nhiên mụn thì đầu tiên phải vệ sinh da sạch, ngủ sớm và đồng thời dinh dưỡng hợp lý. Xin chào các bạn, mình là bác sĩ chuyên khoa 2 da liễu Nguyễn Phương Thảo, đang phụ trách hệ thống phòng khám da liễu thẩm mỹ Bencilia. Bác sĩ ơi, cho em hỏi cơ chế trị mụn bằng laser là như thế nào ạ? Đối với mụn á, thì nó sẽ có những cái yếu tố gây ra tình trạng mụn. Thứ nhất á, là nang lông, thứ hai á, là tuyến bã, và thứ ba là tổ chức viêm ở dưới da. Và thêm một yếu tố nữa đó chính là nó những cái tuyến bài tiết ở trên da như là tuyến bã nhờn. Như vậy thì nếu như chúng ta kiểm soát những cái yếu tố này thì nó sẽ giảm được cái tình trạng mụn viêm của chúng ta. Vậy thì nếu như chúng ta kiểm soát cái việc tiết nhờn thì chúng ta sẽ chọn những cái loại laser có bước sóng là 511, 578, 585. Hoặc là chúng ta chọn những cái dạng mà để mà làm sạch cái lớp sừng ở trên bề mặt da, thì chúng ta có thể chọn những dạng laser CO2 fractional để nó đánh bay cái lớp sừng trên bề mặt da và làm cho làn da chúng ta thông thoáng hơn. Và nếu như mụn đang viêm thì chúng ta sẽ chọn những cái loại laser sẽ focus vào cái mạch máu ở dưới da như là 511, 578, 585. Và đối với những loại laser này thì nếu như chúng ta muốn dùng đúng thì chúng ta sẽ phải dựa vào cái tình trạng mụn đang hiện có. Ví dụ như mụn đang viêm thì chúng ta không thể nào chọn laser CO2 fractional được, mà chúng ta sẽ chọn những dạng laser như là 511, 578 để chúng ta ức chế được những cái tuyến nhờn hoặc là tổ chức viêm trên da. Và đồng thời trong cái quá trình đó thì chúng ta phải vệ sinh da sạch sẽ và hạn chế cái tình trạng bích tắc trên bề mặt da càng nhiều càng tốt. Nhất là khi chúng ta dùng kem chống nắng, chúng ta cũng phải cẩn thận cho cái việc mà bị tắc lỗ chân lông do chúng ta gây ra nha các bạn nha. Bác sĩ cho em hỏi, phương pháp trị mụn bằng laser thì có những ưu điểm nào ạ? Phương pháp trị mụn bằng laser thì nó sẽ có ưu điểm hơn cái việc mà chúng ta bôi thoa. Tại vì laser nó sẽ có những cái mô đích, và cho nên khi chúng ta sử dụng laser đúng á, là nó sẽ focus trực tiếp vào mô đích. Ví dụ chúng ta muốn giảm viêm, chúng ta chọn những dạng laser nó sẽ tập trung vào mạch máu và tổ chức viêm xung quanh như là 511, 578 hoặc là 585. Hoặc là chúng ta muốn giảm thâm thì chúng ta sẽ chọn những cái dạng laser có bước sóng là 1064 để nó tập trung vào melanin. Đó, thì những cái yếu tố này nó sẽ giảm cho chúng ta cái thời gian mà chúng ta dùng thuốc tác động trên bề mặt da. Còn nếu như chúng ta sử dụng thuốc bôi, thuốc thoa thì nó cũng chỉ có giá trị tương đối. Và chúng ta lưu ý rằng nếu chúng ta muốn đẩy nhanh cái quá trình điều trị thì chúng ta vừa sử dụng công nghệ, vừa sử dụng thuốc uống, thuốc bôi, thoa thì nó sẽ ra được một kết quả nhanh nhất các bạn nha. Bác sĩ cho em hỏi là trị mụn bằng laser nó có khác biệt gì với phương pháp điều trị thông thường không ạ? Trị mụn bằng laser thì nó sẽ giải quyết nhanh hơn cái tình trạng mụn và đồng thời là ngăn được cái tình trạng sẹo sau đó. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng những phương pháp bôi thoa thông thường thì trong những cái thuốc điều trị mụn á, nó sẽ thường nó sẽ có thêm những hoạt chất axit, và cái việc mà chúng ta dùng thuốc ở trên bề mặt da một thời gian lâu á, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái bản chất, nhất là những cái hệ vi sinh thường trú trên bề mặt da. Cho nên nó là ngày nay nếu chúng ta có tìm được những cái cơ sở phòng khám có đầu tư hệ thống laser hoặc là những cái máy móc chuyên về điều trị mụn thì chúng ta nên kết hợp áp dụng vừa công nghệ, vừa bôi thoa và thuốc uống thì nó sẽ nhanh nhất. Và quan trọng là công nghệ á, là nó có rất là nhiều công nghệ, giống như nãy giờ bác sĩ kể ha. Mục tiêu là chúng ta muốn là tập trung vào những cái tổ chức viêm, hay chúng ta muốn giảm nhanh cái tình trạng tiết bã nhờn, hoặc là chúng ta muốn giảm cái sự bích tắc do cái lớp sừng ở trên bề mặt da chúng ta dày. Và để mà biết được phải sử dụng công nghệ nào trước, công nghệ nào sau á, thì chúng ta nên gặp các bác sĩ chuyên khoa da liễu để các bác sĩ sẽ cho chúng ta định hướng tốt nhất. Và đối với Bencilia đó, thì khi các bạn bị mụn đến khám thì sẽ có các bác sĩ chuyên khoa da liễu khám cho các bạn và để đánh giá tình trạng mụn tại thời điểm đó và áp dụng công nghệ phù hợp cho các bạn. Và dĩ nhiên mụn thì đầu tiên phải vệ sinh da sạch, ngủ sớm và đồng thời dinh dưỡng hợp lý các bạn nha. Nếu như các bạn còn thắc mắc gì nữa thì chúng ta hãy để lại comment bên dưới và bác sĩ sẽ trả lời câu hỏi cho các bạn. Bye bye!